Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Dương Thành Trung. Năm nay tôi học ở năm thứ 2 ở trường SCC, viết tắt của trường Houston Community College. Thì ở năm thứ 2 tôi đã quen với nước Mỹ, nhưng mà trong thời gian đầu tôi đã có rất là nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Thì cái điều khó khăn lớn nhất trong thời gian đầu khi tôi mới qua Mỹ đó là nhà ở và các món ăn. May mắn thay thì tôi đã ở một cái khu gọi là Houston. Thành phố Houston là một trong những thành phố có số lượng dân Việt Nam đông thứ hai trên tất cả các bang phía sau Cali. Thì tôi đã được ở với nhà của một người bản xứ và là người Việt Nam, nên đối với tôi thì chuyện ăn uống đã trở nên dễ dàng. Cái chuyện đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là Houston là một thành phố rất là lớn, thì các bạn cần phải có một phương tiện đi lại, đó là một chiếc xe hơi. Thì trước khi chiếc xe hơi thì các bạn cần phải đăng ký thi driver license, đó là bằng lái xe của xe hơi. Thì thời gian đầu mình khuyên các bạn là các bạn hãy tìm hiểu đến trung tâm sát hạch xe ở bên thành phố Houston để đạt được cái bằng lái xe đó. Rồi tiếp theo đó là cái cách chọn trường học. Cũng vì nhờ công ty Tân Đại Dương đã hướng dẫn cho tôi có một cái định hướng tốt, và tôi đã đến trường vào cái ngày đầu tiên để các nhân viên của trường có thể hướng dẫn tôi cách những ngày học và lịch trình đi học. Thì đó là những cái kinh nghiệm đầu tiên mà bỡ ngỡ đối với tôi. Khi mà các bạn ở thành phố Houston thì món ăn Việt Nam rất là nhiều, các bạn không phải suy nghĩ. Đặc biệt là ở đó có rất là nhiều khu chợ, chợ Việt Nam, chợ Hàn Quốc, chợ Tàu và có cả chợ Mỹ. Nhưng đối với tôi thì tôi vẫn thích ăn ở các quán Việt Nam hơn. Đời về thông tin liên lạc thì các bạn nên chuẩn bị qua bên bển có hai mạng viễn thông lớn, đó là T-Mobile và AT&T. Đối với các bạn du học sinh thì các bạn nên hỏi về cái mạng viễn thông T-Mobile, bởi vì nó là hãng viễn thông có thể giống như là các hãng Vinaphone hay là Mobifone hay là Viettel ở bên Việt Nam, rất là dễ dàng hơn đối với các bạn. Còn khi mà vào trường học thì các bạn cần trang bị một số giấy tờ cần thiết, như là những giấy tờ yêu cầu trong lớp học vào ngày học đầu tiên để chứng tỏ các bạn là ai, để khi mà các bạn gặp giáo viên hay là gặp người hướng dẫn trực tiếp thì các bạn sẽ được họ giúp đỡ dễ dàng hơn. Ngày đầu tiên thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần có mặt tại lớp để giới thiệu sơ về bản thân của các bạn. Đó là những điều mà cần thiết trong những ngày đầu tiên. Với tất cả những thông tin mà mình đã chia sẻ ngày hôm nay thì mong các bạn có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái chuyến đi du học của các bạn. Cảm ơn các bạn hôm nay đã lắng nghe những chia sẻ của mình, và chúc các bạn có một chuyến đi du học thành công.